Nhìn nhá. Wow. Hi, xin chào anh em, tôi Sói Tuyết đây. Hôm nay tôi đã có một sản phẩm nữa để muốn review cho anh em. Nhìn hộp thì anh em cũng đoán được của hãng nào rồi đúng không? Nhìn này, logo của WE. Hộp của WE thì đơn giản này thôi. Rồi, đầu tiên có chữ WE 999 RAS, cái hình khẩu súng ở đây, G36 K Protech. Đấy, đây là một phiên bản G36 bắn ga của WE. Nhưng mà WE thì họ không có license, không bản quyền sản xuất cây G36 này, thế nên họ đặt tên nó là WE G39 hoặc là WE 999. Đấy, có nhiều nơi thì ghi là WE G39 nhưng có nơi là ghi là WE 999 RAS. Đấy. Thôi mình cứ đọc nó là WE 999 đi. Rồi, ok, WE 999 RAS. G36 thì nói qua một chút về cây G36. G36 thì là một cây súng của quân đội Đức. Nó được nghiên cứu từ những năm 1990 và đến tận năm 1997 thì đấy mới hoàn thiện và đưa vào trong quân đội Đức sử dụng tới ngày nay. Súng thì bắn đạn 5.56 x 45 chuẩn của NATO. G36 hay tên đầy đủ chính xác có là H&K G36. Nhưng mà cây súng này, cái súng thực tế nó có khá nhiều lỗi nên mà quân đội Đức bây giờ dần dần đang thay thế dòng G36 bằng dòng súng khác. Rồi đây, sách hướng dẫn sử dụng WE 999. Sách hướng dẫn sử dụng chúng ta đây. Rồi. Có cái BB loader, một băng đạn. Băng đạn này đẹp này, băng đạn rất giống băng đạn cây SIG 551. Rồi, thực ra súng được cố định bằng mấy cái dây rút này và mình đã cắt ra rồi. Bảo mát anh em nhé. AG thì mình không thấy có phiên bản nào của G36 mà là khiến mình phải thích thú, vì mình rất thích dòng G36. Tí nữa mình sẽ nói cho các bạn những thứ mà mình thích ở cây G36 này. Nhưng mà ở phiên bản AG thì họ làm chán. G36 của Shima chán, Umarek chịu được. Ok. Rồi, đây là cây G36 RAS của chúng ta. Trên kênh YouTube của mình không biết nó còn nữa hay là bị block mất rồi. Cái clip mình mở hộp cây G36 cũng là của WE luôn. Đấy. Đây. Rất là khoái cây này. Cây G36 của AG thì khổ này. Khổ ở đây là nó để pin ở đây. Nắp pin rất khó. Thế là phải mua một cái BQE nắp ở ngoài này để nắp cái pin. Đấy. Rồi, nói qua cây chút về cây G36 của chúng ta, của hãng WE sản xuất, thì với cái mã của nó là WE 999 RAS hay còn gọi là WE G39 RAS để nó có cái cách gọi lái đi, tránh bản quyền G36. Con này có trọng lượng 3 kg. Nó nặng là nặng, thêm cái RAS này, thêm cái outer này thì nó lên đến 3 kg. Còn chiều dài là 843 mm, 44 ra. Bằng đạn chưa 30 viên. Rồi, con WE tem này, WE 999 này, RAS này. Đấy. Nhìn chung đây là một sản phẩm đến từ người Đức thì họ đưa ra rất nhiều những vật liệu mới vào trong cái công nghệ sản xuất của họ. Tất nhiên là nhựa, composite, nhựa. Nên là nó giảm được trọng lượng cái súng, chứ nhìn nó to hầm hố thế này mà nặng có 3 cân thì cũng gọi bình thường thôi. Các bạn nhìn thấy cái thân rất là to. Đấy, cái RAS thì là kim loại rồi, bằng nhôm tactical đây, ray. Con này thì mình đánh giá là bắn khá là vui, nhưng mà hay nhất là chỗ này, cái cơ chế gập. Đấy, gập gọn, gập chỗ này nó có cái chốt đây, các bạn gập nó sẽ bám vào đây. Đấy, gập sẽ bám vào đây như này. Đấy. Đây, nhìn cái súng nó rất là gọn khi mà mang vác vận chuyển. Cái chốt này cũng hay, nó đơn giản, nó như thế này thôi, gập ra gập vào. Đấy. Ở đây chúng ta có cái thước ngắm này, thước ngắm ở đây. Các bạn lắp thêm cái, như con này thì anh em hay lắp cái holo to đùng, nhìn nó ngầu. Đấy, băng đạn dòng GBB mà chắc chắn lắm. Băng đạn này thì giống cây SIG 551. Đấy, thì là có hai chốt để gắn hai mã vào với nhau thì rất là hay. Đấy. Con này giá thành của nó thì khá là mềm, bởi vì là nó gia công nhiều bằng nhựa, thế nên là cái giá thành sản phẩm nó cũng giảm xuống. Đó. Về được bắn thì nhà sản xuất công bố là rơi vào tầm 350-380 FPS. Mình nghĩ là nó phải được 400. Tại vì nhiều lúc cái nó do GBB, nó do thời tiết, lại do ga. Đấy, thế là những cái thông số nhà sản xuất công bố nó chỉ gọi là mang tính tượng trưng thôi, tham khảo thôi. Cái cơ chế keo đạn thì hay này, cái dòng này ấy, nó thiết kế là dành cho người cả thuận tay phải tay trái. Đây, các bạn kéo kiểu này. Đấy, các bạn không thích các bạn kéo kiểu này, móc con tay là kéo. Đấy, cái bầu noi trong đây. Đấy. Cơ chế chọn chế độ bắn có cả hai bên luôn. Semi, full auto, semi, safe. Nhìn chung thì mình khoái cây này thôi. Cây này và cây G36 CQB mình khá là khoái hai cây đấy. Còn con dòng G36 gì nhỉ, mình quên mất tên này, nó dài, nó có cái chân trống ấy, thì mình không thích lắm. Mình thích con này vì nó có tactical ở trong các cái ray này. Mình thích cái con G36C là vì nó ngắn, nó gọn. Mở con này cũng dễ, mở G36 cũng dễ. Các bạn ấn cái chốt này thì mở được cái phần ấn cái chốt này ra này. Ấn cái chốt này thì được mở được phần này, phần hốc đạn này. Hốp băng đạn này, cái cơ chế băng đạn này hay này, rất giống dòng AK với dòng SIG 551, dòng SIG. Ấn vào đây. Đấy. Ấn cái chốt này các bạn tháo được phần thân cái phần này. Đấy. Tháo dễ, một chốt hai chốt các bạn tháo được cây súng người ra. Đấy, rất hay. Còn rát thì các bạn ấn chốt ở đây, tháo rát ra. Kích thước thì nó không thò thụt ra như cái stock, không thò thụt ra như những dòng stock của dòng AR, dòng M4, nhưng mà cái cách gấp lại nó rất là gọn khi mà vận chuyển hay đi lại. Nhìn chung thì những ai mà chán AK hay là chán AR rồi muốn có một cái trải nghiệm mới, một cái súng mới thì mình nghĩ là G36 là một cái đáng là lưu tâm. Đấy, đáng lưu tâm. Giá thế này rất là, con này là giá rẻ thôi, giá rẻ, gọi là giá rẻ trong dòng GBB-R. Đấy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nạp ga và bắn đo FPS cho anh em xem. À, có điểm trừ mình không thích lắm đâu, cái phần nạp ga thì để ở dưới này, mình rất khoái nạp ở trên, để ở trên này. Ok, lên đạn. bắn trước nào. Úi giời ơi, ô tôi cảm nhận trước à, cảm nhận trước nha. Con này mình nghĩ là nó sẽ có một cái cảm giác bắn giống con SIG 551 hoặc là những con mà nó cứ kiểu này này, nhưng mà thực ra khác nha, có dấu hiệu khác nha, nó giật hơi con SIG 551, nó giật hơn đấy. Nó có cái cảm giác đậm hơn này. Cái hành trình của bâu đây, cái cửa này nhìn đi cũng khá là sâu, nó phải tới tận đây này. Đấy, ok, đó FPS nào, hơi dài, hơi vướng. Wow, 458 FPS không phải vừa đâu. 458 FPS. 465. Theo nhà sản xuất công bố có 380. 448. 431. Trừ đầu trừ đuôi thôi, mình cứ lính tính là 440 450 đi, khá là ổn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái này, cái cần kéo lên đạn này nó cũng chạy này. Đấy, nó cũng chạy theo cái bầu. Rồi, full auto. Nhìn nhá. Wow. Ui, thú vị nha, thú vị. Họ thấy thú vị không? Con này bắn khá là nhanh nhá. Nhanh phết. Nạp đạn tiếp, chơi tiếp. Rồi, ok. Cơ chế bâu đâu rồi? Con này không có cơ chế dập bâu vào. Mà các bạn phải kéo tiếp thả ra. Đấy. Sơ mi. Full auto. Hết ga rồi. Bây giờ mình bơm một chút ga, không bơm nhiều. Hết ga rồi. Tiếp, trời đang vui. Ok. Full auto. Wow. Wow. Hay. Mình nghĩ là nếu như một số bạn mà kinh tế nó hơi eo hẹp một chút mà muốn có chơi cái cảm nhận về ok, vậy là mình đã vừa mở hộp ở trên tay nhanh cho anh em cây G36 RAS, hay còn với tên mã là G39 hay là WE 999 RAS của WE. Đây là phiên bản GBB bắn ga giá thấp nhất trong dòng GBB-R. Đấy, nhưng mà chất lượng mang lại cũng khá là ổn. Nhìn thiết kế form hiện đại, đó là cái súng mà đại diện cho bộ binh Đức bây giờ. Đấy, bắn thì hay, bắn tốc độ bắn full auto khá là nhanh. FPS ổn, FPS từ tầm 440 450 lên 460. Nhìn chung là cái súng khá hay cho anh em chơi sưu tầm hoặc là trải nghiệm GBB-R. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.